chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn cách chăm sóc vùng da ngực sau phẫu thuật bằng sản phẩm Demasoft Seal. Như các bạn đã biết rồi đấy thì sau khi phẫu thuật thẩm mỹ vòng 1, vùng da ở vòng 1 rất là mỏng manh, nhạy cảm và da thường bị căng, làm thay đổi cái cấu trúc da, gây lên cái tình trạng giãn, ngứa, thậm chí là rạn da. Và đây chính là những lo lắng của chị em sau khi nâng ngực thẩm mỹ. Đây là một cái hiện tượng xảy ra do sự kéo căng da quá mức khi đột ngột thay đổi kích thước ngực do đặt túi ngực. Và vì vậy thì chúng ta nên kết hợp massage với sản phẩm như sản phẩm Demasoft Seal. Sản phẩm Demasoft Seal là một sản phẩm cao cấp đến từ Mỹ. Và việc massage kết hợp với sản phẩm thì cung cấp đủ độ ẩm giúp da luôn được mềm mại, cải thiện cái độ đàn hồi của da sau 2 đến 3 tuần sử dụng, làm giảm cái cảm giác khó chịu sưng nề, da bị căng giãn, ngăn ngừa cái tình trạng rạn da có thể xảy ra khi thay đổi đột ngột kích thước ngực. Sản phẩm thì được điều chế theo một cái công nghệ tiên tiến nhất của Mỹ, không gây cảm giác bết dính mà vô cùng mềm mại khi áp lên da. Theo thống kê thì 99% chị em phụ nữ sau khi nâng ngực rất hài lòng về sản phẩm và nó được chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ khuyên dùng 2 lần trên một ngày để đạt một cái hiệu quả cao nhất. Có bạn đặt ra câu hỏi rằng là sản phẩm Demasoft Seal này thì có thể dùng cho phụ nữ mang thai để phòng tránh rạn da hay không? Câu trả lời là Demasoft Seal là một sản phẩm của tập đoàn Biodomix của Mỹ. Thì thành phần của nó vô cùng lành tính, không gây kích ứng, các mẹ bầu thì hoàn toàn yên tâm có thể sử dụng sản phẩm để phòng tránh rạn da. Và việc lặp lại massage thường xuyên như thế này từ 15 đến 20 phút sẽ giúp cho bạn có một form ngực mềm mại, căng tròn cũng như sở hữu một làn da hoàn hảo hơn. Chúc các bạn có một khuôn ngực hoàn hảo với sản phẩm Demasoft Seal.